Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài tập 2.1 sử dụng nhóm công cụ tạo hình cơ bản. Trước tiên chúng ta phải mở được cái file bài tập này lên. Bằng cách các bạn vô menu File, các bạn sẽ chọn Open. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái mục Login. Các bạn bấm vào mục Login. Các bạn sẽ tìm đến cái thư mục các bạn để cái bài tập của mình. Thì đây các bạn sẽ thấy hai cái file này. Thì trước tiên các bạn sẽ bấm chọn cái file có tên là Bricks Basic Stuff, sau đó bạn nhấp vào nút Open thì các bạn sẽ được cái file như thế này. Bước tiếp theo các bạn phải mở được cái thanh thước, nếu cái máy các bạn chưa có cái thanh thước hỗ trợ thì các bạn sẽ click phải ở đây. Các bạn sẽ chọn là Show Ruler để bạn bật cái thước lên. Và tiếp theo các bạn sẽ chuyển cái đơn vị đo của thước về cm hoặc mm cho nó dễ sử dụng. Thì các bạn click phải vô cái thước này, các bạn click chuột phải ha. Các bạn sẽ chọn là cm, mặc định của nó đang để là poi, tức là đơn vị của nước ngoài nên chúng ta rất là khó sử dụng đúng không? Các bạn quen dùng cm thì các bạn sẽ chọn là cm. Thì khi bạn vẽ nó ra đơn vị là cm thì bạn dễ tính toán hơn. Ở đây tôi sẽ chọn là cm. Rồi. Tiếp theo, để vẽ được một cái hình này, các bạn quan tâm làm sao để chúng ta vẽ được cái hình như thế này. Thì bước đầu tiên, các bạn sẽ quan sát trên cái hộp thoại công cụ. Các bạn sẽ thấy một cái công cụ hình chữ nhật, đúng không? Hình vuông, hình chữ nhật. Các bạn sẽ chọn cái công cụ này. Các bạn sẽ chọn công cụ này. Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cái nhóm công cụ này. Thì các bạn để ý là những công cụ mà nó có cái tam giác nhỏ nằm ở góc bên dưới này, các bạn thấy không? Đó, những công cụ này. Tức là sẽ báo cho mình là còn những công cụ ẩn bên trong. Còn những công cụ ẩn bên trong. Để thực hiện mở được những công cụ ẩn bên trong, các bạn bấm giữ chuột trái. Thì khi đó nó sẽ show cho các bạn những cái công cụ ẩn bên trong như thế này. Đúng không? Và chúng ta chỉ cần chọn nó thôi. Hoặc là nó có một cái tam giác ở đây nữa, các bạn có thể bấm vào con tam giác thì nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái hộp. Khi đó các bạn không phải giữ chuột nữa mà các bạn có thể chọn trực tiếp ở trên này. Đó là cái cách các bạn sẽ mở những công cụ ẩn bên trong. Rồi bây giờ để vẽ làm sao vẽ được cái hình vuông ở đây và giống như thế này, thì các bạn sẽ chọn công cụ Rectangle trước, đúng không? Sau đó các bạn sẽ kéo ráp như thế này. Để vẽ được nó vuông, các bạn để ý nè, để vẽ được nó vuông thì các bạn sẽ đè phím Shift, giữ phím Shift ha, thì các bạn sẽ có được cái hình vuông như thế này. Sau khi bạn vẽ xong thì các bạn có thể bấm về cái công cụ là Select Tool để kết thúc cái việc này đi, kết thúc lại. Và chúng ta sẽ chuyển sang chỉnh sửa, kéo lớn hoặc thu nhỏ. Các bạn muốn kéo lớn hoặc thu nhỏ thì bạn đặt con trỏ vô góc. Các bạn để ý nó có cái mũi tên hai chiều thì khi đó các bạn sẽ thu nhỏ lại, đúng không? Thu nhỏ lại theo cái ý của các bạn cần. Rồi chỗ này chúng ta cần kéo lớn một chút, đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ di chuyển, kéo di chuyển sang bên phải, đó, sang bên phải. Để di chuyển sang bên phải theo một cái thông số nhất định để dễ làm việc, các bạn sẽ nhấp đôi vô cái công cụ là Select Tool, Selection Tool. Thì khi đó nó hiện lên cái hộp thoại Mover. Trong cái hộp thoại Mover, tức là di chuyển đó, các bạn sẽ có cái mục Position. Position tức là chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí, đúng không? Thì đây các bạn sẽ có nhập thông số vô cái mục là Horizontal, tức là bạn di chuyển theo ngang, tức là theo chiều ngang đó. Thì đây các bạn cần, ví dụ như là tôi cần là 10 cm theo chiều ngang, đúng không? Vertical là theo chiều dọc. Chiều dọc thì ở đây chúng ta không cần, chúng ta không cần đánh nữa. Các bạn có thể là nhập được View, Review để bạn xem được cái kết quả, đúng không? Thì bạn thấy nó đi xuống này. Ở đây các bạn nên cho nó bằng 0. Horizontal bằng 0, tức là nó không đi xuống nữa mà nó sẽ đi ngang. Rồi, ok. Nhập được cái hình như thế này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ xoay xoay. Nếu bạn đặt con trỏ ở bên cái góc này, các bạn xoay này, xoay xoay, đúng không? Ta sẽ xoay. Bạn muốn xoay một cách chính xác đối với cái này, quay một chính xác thì các bạn có thể bấm vô cái hộp gọi là transform panel panel ha, transform.
bấm vào đây. Thì các bạn thấy ở đây là cái rotate, rotate là các bạn sẽ xoay, xoay một góc bao nhiêu độ. Các bạn bấm như này. Ở đây chúng ta giả sử ta xoay một số góc là 45 độ, đúng không? Chọn 45 độ. Đấy, các bạn thấy nó một góc 45 độ, rất chính xác, đúng không? Rất chính xác. Rất chính xác. Đúng không? Rất chính xác. Rồi. Bây giờ các bạn được cái hình như thế này rồi. Chúng ta hơi lớn, thu nhỏ lại chút. Giữ shift thôi. Các bạn muốn thu nhỏ đồng tâm thì các bạn giữ phím shift cộng với alternate thì bạn sẽ có được cái thu nhỏ đồng tâm. Bước tiếp theo các bạn sẽ copy cái hình này ra một cái nữa. Để copy cái hình này ra thì các bạn vào menu edit, các bạn sẽ chọn copy, đúng không? Rồi tiếp tục vào menu edit chọn path. Path thì các bạn có mấy cái path ở đây. Ctrl V tức là path bình thường, path in front tức là path lên trên, đúng không? Các bạn copy cái hình này ra nhưng mà nó sẽ nằm lên trên của cái cũ. Bây giờ mình cần nó nằm lên trên, đúng không? Path in back tức là path ra sau, path display tức là path tại cái chỗ đó luôn. Bây giờ mình cần cái path nào? Đây các bạn sẽ phải cần cái path là lên trên cùng, đúng không? Để copy nó lại nằm lên trên cùng. Phím tắt là Ctrl F đây các bạn. Rồi. Sau đó bạn sẽ giữ shift alternate, các bạn thu đồng tâm, thu nhỏ cho một tí nữa, đúng không? Các bạn thu nhỏ cho một tí nữa, rồi các bạn sẽ có được cái màu ở đây. Mình sẽ tô màu trắng, còn cái này thì mình sẽ tô màu đen. Các bạn sẽ chọn màu đen, đó, màu đen. Các bạn sẽ có được cái hình như vậy, đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ vẽ cái hình ở đây. Thì bước đầu tiên, các bạn cũng tiếp tục chọn công cụ Rectangle. Các bạn sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này, đúng không? Sau đó các bạn kết thúc lệnh và nhấp đôi vô cái công cụ Select and Mover. Các bạn di chuyển qua là 10, đó, các bạn thấy này, Mover qua không 10. Ok, tiếp tục các bạn chọn hình chữ nhật, các bạn vẽ một cái hình bên này, rồi ta cũng nhấp đôi vô cái công cụ này, rồi, nó sẽ nhảy qua đây là 10. Đúng không? Đó. Ở đây các bạn thấy cái nét nó đang là màu tím này. Các bạn muốn đổi cái màu nét, các bạn sẽ chọn cái nét, đúng không? Các bạn sẽ chọn cái màu hoặc là đây, đợi được, chọn cái màu. Tương tự chỗ này vậy, ta chọn nó, chọn nét, chọn màu. Đợi vậy. Đó là cái cách tô màu, màu nét, đúng không? Tô màu nét. Rồi. Tiếp tục các bạn sẽ vẽ cái hình bên này. Sau đó ta nhấp đôi vô. Rồi các bạn thấy là 10. Nãy ta mặc định cho là 10 nên nó cứ nhảy qua là 10 thôi. Rồi. Tiếp theo các bạn vẽ một cái hình bo góc ở đây. Đúng không? Để vẽ được cái hình bo góc thì các bạn bấm giữ chuột giống như lúc đầu ta giới thiệu. Các bạn sẽ chọn là Around Rectangle. Các bạn chọn hình chữ nhật. Các bạn sẽ vẽ một cái hình Around như thế này. Sau đó bạn sẽ di chuyển cái hình này qua đây bằng cách nhấp đôi vào đây. Các bạn thấy nó sẽ chạy qua đây, đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo bạn vẽ hai hình bên dưới đây. Kéo ra. Rồi. Rồi các bạn cũng di chuyển nó qua. Đợi cái hình này thì các bạn thấy nó sẽ tô màu trắng và viền đen. Thì ở đây các bạn chỉ cần lật nó qua thôi. Các bạn bấm vào cái lệnh là cái swap, tức là đổi qua, swap. Rồi các bạn sẽ copy thằng này ra, các bạn có thể vô menu edit chọn copy, sau đó vào menu edit chọn path, đúng không? Hoặc là cái có một cách nhanh hơn nữa thì các bạn sẽ giữ phím alternate. Thì các bạn khi bạn đè alternate thì các bạn thấy nó sẽ xuất hiện hai cái mũi tên, một là trắng và đen, đúng không? Các bạn sẽ kéo nó xuống này. Các bạn sẽ copy được ngay. Đây, các bạn di chuyển lên. Ta sẽ được cái hình này. Đúng không? Các bạn cần phóng lớn lên để dễ làm việc thì các bạn sẽ chọn cái công cụ là zoom. Các bạn kéo ráp như vậy. Cần zoom chỗ này thôi. Chúng ta cần zoom chỗ này thì bạn kéo ráp cái phần này thôi. Đó, phóng lớn lên. Rồi sau đó bạn chọn công cụ này, ta sẽ di chuyển. Các bạn muốn chọn hai thằng này,
bạn giữ phím Shift, các bạn sẽ chọn được cả hai đối tượng. Đó, mình sẽ thu nhỏ lại chút, không? Đó, giữ Shift ha, giữ Shift này, các bạn để ý, giữ Shift chúng ta sẽ chọn được nhiều, giữ Shift là chọn nhiều. Rồi. Muốn thu nhỏ thì các bạn sẽ giữ phím Alt+Tab này, chọn công cụ zoom này, đúng không? Sau đó giữ phím Alt+Tab này, các bạn thu nhỏ này. Còn muốn di chuyển màn hình thì bạn chọn công cụ hand này, bạn di chuyển, đúng không? Di chuyển màn hình. Hoặc là phím tắt là cái phím dài trên bàn phím, gọi là phím space bar đó, cái phím dài nhất trên bàn phím, các bạn có thể giữ phím dài trên bàn phím và di chuyển. Rồi tiếp theo các bạn vẽ một cái hình tam giác ở đây. Thì để vẽ được cái hình tam giác ở đây, các bạn sẽ chọn tiếp cái công cụ là polygon, đúng không? Tức là vẽ hình đa giác, bạn chọn công cụ polygon. Thì khi các bạn chọn công cụ polygon, bạn kéo ráp ra này, đó thì nó là cái hình đa giác như vậy. Và chúng ta chỉ cần là cái hình tam giác thôi. Do đó các bạn sẽ chọn công cụ này, các bạn nhấp ra cái nền trắng thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại polygon. Thì ở đây các bạn thấy cái thằng slide, tức là cái số cạnh, đúng không? Ở đây mình cần là ba, các bạn nhập vô đây là ba cạnh, ba cạnh, ok, thì bạn sẽ được cái hình tam giác như thế này, đúng không? Đó, các bạn giữ phím shift để thu nhỏ nó lại, đúng không? Các bạn sẽ xoay nó đi, xoay, đặt con trỏ ở góc có mũi tên hai chiều, bạn giữ phím shift bạn xoay. Bạn đặt dưới đây, đặt dưới đây, bạn xoay thu nhỏ cho nó bằng cái hình này, đặt dưới đây, đúng chưa? Vì các bạn thấy bên này là cái nền nền trắng viền đen, đây các bạn sẽ đổi ngược lại, bấm vô warp này, bạn đổi ngược lại. Rồi tiếp tục, bạn có được cái hình tam giác này rồi, các bạn sẽ copy ra một cái hình nữa, bạn vào menu edit chọn copy, và lại menu edit chọn path in front, đúng không? Path in front tức là nó nằm lên trên. Sau đó bạn giữ phím shift và thu nhỏ nó lại. Nó đặt ở đây. Các bạn cần thiết chúng ta phóng lớn lên để dễ làm việc, đúng không? Phóng lớn rồi. Sau đó bạn lật nó qua, bấm vào cái swap này để đổi cái màu nền và màu nét. Rồi ở đây các bạn thấy cái nét màu trắng, chúng ta không cần dùng cái nét màu trắng, các bạn muốn tắt cái nét trắng đi thì đơn giản thôi. Các bạn thấy ở đây không, có một cái lệnh đây, cái nút này, ta gọi là nút none, none tức là không có gì, các bạn bấm none sẽ xóa cái viền này đi, các bạn chọn hơn none này, đúng không? Bỏ cái nét. Rồi bạn muốn thu nhỏ thì các bạn có thể chọn tiếp công cụ là zoom, giữ phím Alt+Tab, các bạn thu nhỏ lại, click vô màn hình ha, thì nó sẽ zoom nhỏ lại, zoom nhỏ lại. Rồi, sau đó kết thúc, các bạn được cái phần này. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ các cái hình, như hình tròn, hình xoắn ốc, hình ngôi sao 5 cánh, đúng không? Ngôi sao 4 cánh và ngôi sao 8 cánh. Thì để bắt đầu với cái hình tròn thì rất là đơn giản, các bạn sẽ bấm giữ chuột trái, các bạn sẽ chọn công cụ Ellipse, các bạn sẽ vẽ một cái hình hình tròn ở đây. Nhưng mà khi bạn vẽ thì lưu ý là nhớ là giữ phím Shift ha, các bạn sẽ có được cái hình tròn. Rồi tiếp theo vẽ hình xoắn ốc. Thì xoắn ốc thì các bạn thấy trên này, để 1, 2, 3, 4, bấm giữ chuột trái, nó sẽ nằm ở đây, công cụ Sphere, các bạn sẽ chọn đây. Rồi các bạn thấy nó chưa có màu, các bạn bấm vào đây, đúng không? Bấm vào cái màu này, hoặc là bạn chọn một cái màu ở đây cũng được thôi, đơn giản thôi, đơn giản. Rồi các bạn kết thúc ở đây, các bạn sẽ thu nhỏ lại chút, thu nhỏ lại. Rồi đặt ở đây. Tiếp theo các bạn vẽ hình ngôi sao 5 cánh. Để vẽ được hình ngôi sao 5 cánh thì các bạn tiếp tục bấm giữ chuột trái, các bạn chọn công cụ là Star, đúng không? Star. Và sau đó bạn click ra cái nền trống này, nền trắng này để mở cái hộp thoại, đúng không? Thì đây các bạn sẽ nhập point, point là cái số đỉnh, số cạnh, đúng không? Ở đây mình cần là 5 đỉnh, 5, 5 đỉnh, đúng không? Ok, các bạn sẽ có được cái hình này. Các bạn sẽ thu nhỏ lại, đúng không? Đã xoay cho cái đỉnh nó lên trên chút. Rồi, đặt nó vào đây, đây.
bạn giữ phím Shift để thu nó đều, đúng không? Shift hoặc là Shift Alt+Tab cho nó đồng tâm cũng được. Rồi các bạn có được cái hình này. Rồi cái hình ngôi sao này là bốn cánh, đúng không? Các bạn cũng chọn ngôi sao nhập vào đây. Các bạn nhập vào đây là bốn. Các bạn sẽ đặt vào đây. Thu nhỏ lại ha. Giữ Shift Alt+Tab thu đồng tâm. Rồi. Tương tự cái này là tám cánh, các bạn chọn lên đây. Các bạn nhấp lên đây, tăng số 8. Ok. Có cái hình này di chuyển như đây. Giữ Shift Alt+Tab thu đều, đúng không? Rồi, bạn sẽ có được cái hình này. Rồi tiếp theo các bạn vẽ một cái đường cong. Vẽ một cái đường cong. Thì để vẽ được cái đường cong này thì các bạn sẽ chọn công cụ Pencil, tức là bên này. Các bạn thấy này, 1 2 3 4 5, đúng không? Các bạn giữ chuột luôn. Giữ chuột trái luôn, các bạn thấy cái tên là Pencil Tool, tức là công cụ vẽ nét tự do. Nét tự do. Nét tự do là bạn muốn vẽ sao được, ví dụ bạn muốn vẽ kiểu gì cũng được, đúng không? Rồi, bây giờ thầy vẽ một cái nét bắt đầu từ đây, các bạn thấy từ đây, cong ở đây, đúng không? Giờ mình vẽ đây một cái đường cong này. Rồi, các bạn coi cái hình. Rồi bấm vào đây kết thúc. Nhờ các bạn zoom lớn lên để mình chỉnh sửa nó, các bạn sẽ chọn cụ zoom phóng lớn lên. Rồi các bạn kết thúc ở đây, bấm vào di chuyển như này. Các bạn muốn cái nét này nó lớn này, nó dày lên này. Các bạn để ý trên cái thanh option này. Rồi, trên thanh option này. Đó, có cái phần stroke. Stroke tức là nét, đúng không? Stroke và nét. Các bạn bấm vào đây, các bạn sẽ chọn cái cỡ nét. Ví dụ đây là cỡ là 3 pol đi, 3 pol. Sau đó các bạn muốn chỗ này nó không đẹp này, đúng không? Các bạn sẽ chọn cái công cụ là deselection, 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 đúng không? Công cụ deselection dùng để chỉnh sửa các cái đường path. Cái đường này ta gọi là đường path, đúng không? Để chỉnh sửa đường path thì các bạn click ra ngoài, ta click vô lại. Nó có một cái nốt màu trắng, các bạn click vô đó. Thì khi đó nó có cái hand, là cái tay nắm á, bạn kéo nó ra, di chuyển qua. Đó thì các bạn sẽ có được cái đường cong theo cái ý của mình. Đó. Mai mốt chúng ta sẽ sửa nhiều với cái làm việc nhiều với công cụ deselect. Đúng không? Để dùng chỉnh sửa các đường path ở những bài tập sau thì chúng ta sẽ làm việc nhiều với nó. Rồi, các bạn thấy ok rồi thì mình sẽ thu nhỏ lại bằng cách là gì? Bấm vô công cụ zoom và giữ phím Alt+Tab bấm vô màn hình. Các bạn thấy nó zoom nhỏ lại. Đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ có được cái bài tập như vậy. Đó, bài tập như vậy. Thì các bạn thấy này, đó, chúng ta sẽ vẽ được cái bài tập. Đó. Thì khi các bạn muốn xong thì các bạn sẽ chọn hết, quét chọn hết. Đó, quét chọn hết như vậy. Đó, quét chọn hết. Mình group nó lại, tức là mình sẽ nhóm nó thành một đối tượng để khi bạn di chuyển nó không bị rớt ra ngoài. Đó. Quét chọn hết. Sau đó bạn vào menu Object, đó, menu Object, chọn là Group, chọn là Group, rồi phím tắt là Ctrl G, đó, Ctrl G, Group lại. Đó, thì khi đó bạn có thể di chuyển được, đúng không? Di chuyển nó không có rớt ra ngoài. Bạn muốn tháo ra để chỉnh sửa Group rồi, tức là nhóm lại rồi, thì bạn muốn tháo ra thì sao? Rất đơn giản thôi, các bạn lại vào menu Object, chọn Ungroup, Ungroup, phím tắt là Shift cộng Ctrl G. Khi đó bạn click ra ngoài thì bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tháo cái đối tượng ra được như cũ, đúng không? Rồi, tạm thời giờ mình cứ group lại đi. Rồi, các bạn group lại ha. Một là các bạn vào menu chọn group lại thôi. Hai là mình click ra ngoài này, click phải này. Các bạn cũng có cái tên là group này, đúng không? Click phải này, group. Có lẽ là click ở đây thì nó nhanh hơn, đúng không? Để group lại, ok. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ lưu cái bài tập này lại, đúng không? Lưu bài tập này lại. Để lưu lại thì các bạn vào menu File, các bạn chọn Save As, đúng không? Save và Save As khác nhau như thế nào? Save tức là bạn sẽ save chồng lên cái file đã lưu trước đó, tức là cái file bài tập này nó đã có rồi, các bạn save tiếp thì nó sẽ chồng lên, chồng lên. Còn các bạn sẽ Save As tức là mình sẽ save một cái file với một cái tên mới hoàn toàn. Các bạn chọn Save. Thì đây các bạn có thể đặt cái tên gì đó, đúng không? Các bạn muốn save đặt cái tên ví dụ bài
một, đó bài tập 1 hình vẽ hình cơ bản. Rồi các bạn xem thôi, xem ví dụ như là bài tập 1 đây, đúng không? Rồi bạn nhấp vào nút save, thì khi đó nó xuất hiện cho bạn một cái hộp thoại là Illustrator Option. Thì cái vision, vision là gì? Vision đó là cái phiên bản, đúng không? Thì đây chúng tôi đang xài cái phiên bản là Illustrator CS6, thì các bạn có thể lưu ở cái file CS6 này. Còn nếu các bạn đang xài phiên bản, muốn cho cái phiên bản nhỏ hơn mở, ví dụ các bạn đang ở xài phiên bản là CS5, thì bây giờ mình phải lưu xuống CS5 để cho cái phiên bản CS5 nó mở. Chứ còn bạn để CS6 thì cái không thể mở được, đúng không? Không thể mở được. Đó, các bạn có thể lưu xuống thấp cho các cái phiên bản thấp mở. Thì đây mình sẽ chọn ví dụ CS4 đi ha. Lưu ở CS4. Rồi các bạn nhấp vào OK để cho cái phiên bản CS4 nó mở lên. Thì các bạn sẽ thấy mình có được cái file này, đúng không? Bài tập 1. Đó, bài tập 1. Rồi. Các bạn thấy cái bài tập này, tóm lại trước khi kết thúc cái bài tập này thì tôi sẽ chốt lại vài cái các bạn cần lưu ý. Thứ nhất, cách để các bạn mở cái thước này ra như thế nào, đúng không? Cái thanh ruler, tức là thanh thước. Cách thứ nhất thì các bạn click phải này, chọn ruler thì bạn sẽ bật lên được cái thước này, hoặc là vào menu view các bạn sẽ chọn ruler đây, tóm tắt là Ctrl R này, đúng không? Các bạn có thể mở lên được. Thứ hai, để thay đổi được cái đơn vị đo của cái thước này bằng cách chúng ta click phải vô cái thước, các bạn chọn cm, mm, đúng không? Thì tùy các bạn dùng cái đơn vị nào thì các bạn sẽ chọn cái đơn vị đó. Đó là cái mình cần nhớ để làm việc những bài tập sau. Rồi, về cái nhóm tạo hình công cụ cơ bản thì các bạn lưu ý cho tôi là cái cách mở các cái công cụ ẩn bên trong. Để mở được những công cụ ẩn bên trong thì các bạn sẽ bấm giữ chuột trái thì các bạn sẽ mở được những công cụ ẩn bên trong, đúng không? Công cụ vẽ hình chữ nhật, công cụ vẽ hình chữ nhật nhưng mà có thêm phần bo góc, công cụ ellipse, công cụ vẽ hình đa giác, công cụ vẽ hình ngôi sao, đúng không? Và cái quan trọng là gì? Để mở lên được cái hộp thoại của các công cụ này để ta đặt cái kích thước. Ví dụ các bạn sẽ chọn một công cụ và bạn muốn mở được hộp thoại thì các bạn click ra cái nền trắng này. Thì khi đó nó mở cho bạn cái hộp thoại và các bạn nhập kích thước cho đây. Ví dụ như tôi nhập là 10 cm, đúng không? Và cao là 5 cm. Thì các bạn bỏ check cái này đi. Bỏ này đi. Thì khi đó bạn sẽ đọc đây là 10 cm và cao là 5 cm, đúng không? Đó. Còn khi bạn khóa nó lại thì khi bạn thay đổi thông số chiều rộng thì chiều cao nó cũng sẽ tính tương ứng theo, nó sẽ thay đổi theo. Đó. Còn khi bạn mở ra vậy thì chúng ta sẽ thay đổi một chiều thôi, đúng không? Rồi nhấn OK. Thì khi đó bạn sẽ có một cái đơn vị là dài 10, cao 5. Đó, cao 5. Đó, cao 5. Rồi. Bài hôm nay thì các bạn chỉ cần nhớ bằng đấy cái, đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục sang cái bài tập tiếp theo. Xin chào các bạn.